chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An phát trên sóng AM tần số 756 kHz và FM tần số 96,9 MHz. Hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Trạm bảo vệ thực vật Tân Hưng tổng kết cánh đồng 1,5 giảm, mô hình tắm áo tặng cháu của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hòa. Cuối chương trình là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị bắt đầu theo dõi. Trạm bảo vệ thực vật huyện Tân Hưng phối hợp tổ chức tổng kết cánh đồng 1,5 giảm. Dù lúa hè thu, trạm bảo vệ thực vật huyện Tân Hưng chọn và tổ chức thực hiện cánh đồng 1,5 giảm trên địa bàn khu phố Rọc Chanh, diện tích 41 hecta với 15 hộ dân tham gia cánh đồng. Theo đánh giá tại buổi tổng kết, năng suất bình quân của các hộ dân tham gia trong cánh đồng chỉ cao hơn đối chứng gần 50 kg một hecta. Nguyên nhân là do số diện tích đất này mới khai phá gần đây, mặt ruộng chưa được bằng phẳng, hệ thống kênh mương tưới tiêu chưa được đảm bảo nên ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển cây lúa. Tuy nhiên, nhờ áp dụng chương trình 1,5 giảm của chương trình nông dân cho lợi nhuận cao hơn so với ruộng đối chứng gần 1,8 triệu đồng một hecta. Trong quá trình thực hiện chương trình 1,5 giảm, 100% hộ dân sử dụng giống xác nhận, giảm 30 kg giống, gần 50 kg phân bón, 3 lần phun thuốc bảo vệ thực vật, tiết kiệm 1 đến 2 lần bơm nước. Từ cánh đồng 1,5 giảm cho thấy đây là điều kiện giúp cho nông dân nắm bắt khoa học kỹ thuật, giúp nông dân nâng cao kiến thức về quản lý dịch hại, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật ứng dụng có hiệu quả trên đồng ruộng nhằm làm giảm bớt chi phí, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mộc Hóa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ trên lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cho hơn 60 cán bộ thuộc ban chỉ đạo và tổ thực hiện đề án 1956 về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tại lớp tập huấn, giảng viên triển khai quyết định số 46 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp đào tạo dưới 3 tháng, nghị định số 86 của Chính phủ quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời triển khai thông tư số 42 và 43 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên. Buổi tập huấn cũng truyền đạt một số nhiệm vụ của công chức phụ trách các lĩnh vực dạy nghề như kỹ năng tư vấn chọn nghề, xác định nhu cầu học nghề, cách xây dựng kế hoạch triển khai các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Từ năm 2012 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh đã duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình tắm áo tặng cháu. Cứ vào thời gian từ khoảng tháng 7 đến tháng 8 hàng năm là các chị em phụ nữ trong tổ mai lại tất bật cho công việc thiết kế mẫu và may áo tặng học sinh nghèo trên địa bàn xã. Tổ mai duy trì thường xuyên 7 người, nhưng cũng có khi nhiều hơn. Mỗi chị em có công việc riêng của gia đình, nhưng vẫn luôn tranh thủ sắp xếp thời gian để đóng góp miễn phí ngày công cho tổ mai. Bà Nguyễn Thị Sáng, ấp Tây Bắc, xã Tân Hòa cho biết. Bởi vì học sinh nghèo nó cũng thiếu áo, thiếu quần đi học, cho nên chị em phụ nữ thấy vậy cho nên là cũng vận động các chị em để mà nhín nhúc thời giờ để mà lại mà. Để có kinh phí thực hiện mô hình này, trong nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hòa đã phát động trong toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ tham gia đóng góp kinh phí mỗi quý 5.000 đồng một chị để tạo quỹ mua vải và nguyên liệu về may áo. Bình quân mỗi năm tổ chức may và trao tặng 300 cái áo nam và nữ từ lớp 1 đến lớp 9 vào dịp khai giảng. Riêng năm vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp các trường trên địa bàn xã xét tặng hơn 500 cái áo mới cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bà Đoàn Thị Đào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hòa cho biết thêm. Để giúp đỡ cho chị em có hoàn cảnh khó khăn, khi có con em vào năm học mới thì với sự giúp đỡ đó thì các em rất vui mừng, thì chị em cũng rất là phấn khởi. Thì cái phần giúp đỡ thì của Hội Phụ nữ cũng giới hạn, thì cũng như là hội cũng mong mỏi là các mạnh thường tha thiết mong mỏi các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm có là muốn giúp đỡ đến Hội Phụ nữ để cho Hội Phụ nữ xã duy trì các năm tiếp theo. Mặc dù việc đảm bảo duy trì mô hình tắm áo tặng cháu vẫn còn những khó khăn nhất định, nhưng với quyết tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hòa sẽ luôn đồng hành và chia sẻ với những khó khăn của các em học sinh nghèo để tạo động lực cho các em vươn lên học tập tốt, thành những người con ngoan trò giỏi, sau này thành người có ích cho xã hội. Được thành lập từ năm 2003, quỹ học bổng cố nhà giáo Trần Văn Tấn đã góp phần nâng bước các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Hòa đến trường bớt nhọc nhằn hơn.
Tính đến nay, Quỹ học bổng của nhà giáo Trần Văn Tấn đã trao trên 1.400 suất học bổng cho các em học sinh các khối tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học tại nước Hòa. Đến nay, Quỹ học bổng của nhà giáo Trần Văn Tấn đã cấp trên 1,5 tỷ đồng tiền và quà học bổng cho các em học sinh. Từ ngày thầy qua đời đến nay, gia đình của nhà giáo Trần Văn Tấn bổ sung vào cổ tức hàng năm tặng 65 xe đạp, 2 xe lắc tay, tặng sách, góp 70 triệu đồng vào Quỹ Nghĩa tình quê hương của huyện và hỗ trợ học bổng cho các em nhân dịp đầu năm học mới. Em Phạm Thị Ngọc Hiền, học sinh trường trung học cơ sở Hữu Thạnh, em Nguyễn Thị Tường Vi, trường trung học phổ thông An Ninh là một trong những hoàn cảnh được Hội khuyến học huyện Đức Hòa hỗ trợ từ nguồn quỹ học bổng của cố nhà giáo Trần Văn Tấn chia sẻ. Lần này là thứ hai em nhận học bổng. Em cảm xúc em rất là vui và học bổng này rất có ý nghĩa đối với em, trang trải trong quá trình học. Mỗi năm học thì em đều nhận được cái phần tài trợ của các mạnh thường quân, đặc biệt là năm lớp 9 thì có nhận được phần học bổng của gia đình của nhà giáo Trần Văn Tấn. Khi mà nhận được học bổng thì em cảm thấy rất là vui, bởi vì có thể đỡ đần được một phần trong phần học phí của mình, giúp ba mẹ có thể để dành tiền mà nuôi cho anh chị đi học đại học. Cái học bổng này cũng là một phần giúp cho em có thêm động lực để học, cố gắng học tập thật tốt để sau này mà có thể đền đáp lại công ơn của các mạnh thường quân, nhất là gia đình nhà giáo Trần Văn Tấn. Từ lúc được thành lập đến nay, học bổng của nhà giáo Trần Văn Tấn không chỉ tạo điều kiện cho học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Đức Hòa được đến trường đỡ nhọc nhằn hơn, cố gắng vươn lên học tập tốt, lấy tri thức làm nền tảng, vững bước vào tương lai. Ngay từ khi kết thúc năm học trước, Hội khuyến học huyện Bến Lức đã đề nghị các trường trên địa bàn huyện rà soát, nắm bắt hoàn cảnh khó khăn của học sinh để có kế hoạch vận động hỗ trợ các em trong năm học mới kịp thời. Bằng nhiều hình thức, từ huy động sự chia sẻ, đóng góp của phụ huynh theo đạo lý lá lành đùm lá rách đến vận động các mạnh thường quân tổ chức các hoạt động văn nghệ gây quỹ giúp học sinh nghèo. Đến nay, huyện Bến Lức đã vận động được số tiền khá lớn để tặng quà và trao học bổng cho các học sinh nghèo trong dịp khai giảng năm học mới. Bên cạnh đó, các xã thị trấn trong huyện cũng đã huy động và đóng góp trên 30.000 quyển tập, hơn 300 suất học bổng và cặp sách với tổng số tiền gần 400 triệu đồng để chuyển đến các em học sinh nghèo trong huyện. Ông Trần Văn Ghi, Chi hội trưởng Hội khuyến học xã An Thạnh cho biết. Hàng năm Hội khuyến học xã An Thạnh kết hợp với ban ngành đoàn thể và chi hội khuyến học các ấp để xét tìm ra những em học sinh nghèo khó khăn để tạo điều kiện cho các em đến trường học tập. Thì Hội khuyến học xã đã cấp phát cho 40 học sinh nghèo và thưởng cho 200 học sinh giỏi. Tổng nguồn kinh phí là trên 50 triệu đồng. Số tiền trên là do bà con nhân dân trong xã đóng góp. Sự quan tâm chăm lo về vật chất lẫn tinh thần của các tổ chức cá nhân, ban ngành đoàn thể góp phần động viên các em học sinh vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt kết quả tốt trong năm học mới. Đồng thời chung tay cùng ngành giáo dục kéo giảm tình trạng học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ông Trương Đông Hồ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng cho biết tuyến lộ từ Ủy ban Nhân dân xã đến biên giới Trăm Dồ dài hơn 2 km, được trên đầu tư trải đá đỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho người đi lại, trao đổi hàng hóa với xã biên giới nước bạn Campuchia, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, hiện tại tuyến lộ trên đã bị xuống cấp nặng, mặt lộ xuất hiện nhiều ổ gà, hố sâu đang xen nhau. Khi trời mưa, nước ứ động lại gây khó khăn cho các phương tiện khi tham gia lưu thông qua đoạn đường này. Bà Nguyễn Thị Phượng, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng cho biết. Tại vì ngang vậy là các em học sinh mà đi ngang là tạt ướt mình hết. Trước thực trạng trên, đề nghị chính quyền địa phương và các ngành có liên quan sớm có giải pháp duy tu, sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp của tuyến lộ này nhằm tạo điều kiện cho người, nhất là các em học sinh lưu thông an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xã vùng biên giới Tân Hưng. Từ đầu năm đến nay, các xã thị trấn trong địa bàn huyện Châu Thành đã tổ chức vận động nhân dân trục vớt lục bình khơi thông dòng chảy, đảm bảo đủ nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nhất là cây thanh long. Tính đến nay, các xã thị trấn trong huyện Châu Thành đã trục vớt lục bình được ở các tuyến kênh rạch được trên 54 km với 852 ngày công lao động, trục vớt lục bình trên các tuyến kênh mương nội đồng được trên 13 km với 145 ngày công lao động. Ngoài ra, các xã thị trấn còn đầu tư 662 triệu đồng. Trong năm nay, huyện Châu Thành đã tổ chức thi công 12 công trình thủy lợi ở các xã Thuận Mỹ, Thanh Chỉnh Đông, Thanh Phú Long,
Hiệp Thạnh, Dương Xuân Hội với tổng chiều dài 16.766 m, tổng kinh phí 4.270 triệu đồng từ nguồn vốn dự phòng, vốn cây lúa nước. Ngoài ra, huyện còn đề nghị tỉnh hỗ trợ để nạo vét rạch cầu đồn, nạo vét kênh Cà Dâm ở xã Long Trì từ nguồn vốn chống hạn. Hiện nay đã có 3 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng là kênh ấp 5, ấp 7, kênh Bé Hoang ở xã Hiệp Thạnh và hệ thống cống dẫn ở ấp 6, xã Phước Tân Hưng. Huyện phối hợp với các xã còn thường xuyên kiểm tra hệ thống cống trên địa bàn, xử lý các đoạn đê bao sung yếu và gia cố sửa chữa các cống bị hư hỏng để đảm bảo ngăn mặn, chữ ngọt và xả nước chống úng khi cần thiết. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin trong nước và thế giới. Sở Công Thương Cà Mau cho biết tin 85% mật ong được bày bán ra thị trường của tỉnh không còn nguyên chất là không chính xác. Sở Công Thương cũng cho biết đang tổng hợp báo cáo gửi Sở Thông tin Truyền thông và Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị can thiệp làm rõ thông tin thất thiệt cho rằng mật ong U Minh Hạ pha đường. Trước đó, một số cơ quan truyền thông dẫn nguồn từ kết quả kiểm tra chất lượng mật ong của Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Cà Mau trực thuộc Sở Công Thương cho rằng có tới 85% mật ong được bày bán ra thị trường của tỉnh không còn nguyên chất. Ngay khi biết được thông tin trên, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau chỉ đạo họp gấp các lực lượng liên quan và khẳng định không có chuyện phát ngôn như nêu trên và cũng không có chuyện kiểm tra phát hiện một lượng lớn đặc sản mật ong bày bán ở Cà Mau bị pha đường. Mật ong là đặc sản của rừng tràm U Minh Hạ, đã được Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể. Hiện mật ong U Minh Hạ được bày bán nhiều trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Nhiều du khách đi du lịch Cà Mau rất thích mua mật ong về làm quà biếu. Ban tổ chức giải thưởng Emmy của Mỹ vừa công bố các đề cử chính thức cho thể loại tác phẩm truyền hình tin tức và thời sự quốc tế năm 2016. Trong đó, phóng sự Long Thành Muốn Cười dài 28 phút 31 giây được phát trên kênh truyền hình ARD của Đức một năm trước đã lọt vào danh sách 8 đề cử cho hạng mục giải thưởng danh giá này. Thông báo trên được công bố nhân sự kiện Ngày Chị Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Việt Nam 10 tháng 8 và được coi là sự ghi nhận có ý nghĩa với tác giả Philip Adres, người hiện là trưởng đại diện kênh ARD của Đức tại Singapore. Theo đề dẫn của ban tổ chức giải MI, tác phẩm kể về những nạn nhân da cam bị nhiễm độc từ chất diệt cỏ do quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh Việt Nam và 40 năm sau chiến tranh, các thế hệ người Việt Nam vẫn tiếp tục phải hứng chịu những hậu quả từ chất độc da cam, như trường hợp cậu bé Long Thành, 15 tuổi, trong phóng sự. Tuy vậy, vượt lên số phận, cậu bé Long Thành vẫn sống đầy nghị lực và thật đáng khâm phục. Theo phóng sự, chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng hiện vẫn còn 3 triệu người Việt Nam phải mang trong mình những hậu quả từ chất độc da cam và 150.000 đứa trẻ sinh ra bị dị tật nặng nề. Phóng sự cũng cho biết, từ lâu Việt Nam đã kêu gọi sự hỗ trợ để xoa dịu nỗi đau da cam, song cho tới nay chính quyền Mỹ vẫn nghi ngờ, bác bỏ hoặc phủ nhận trách nhiệm, cho rằng không có mối liên hệ trực tiếp nào giữa chất độc da cam với những đứa trẻ dị tật. Tác phẩm đoạt giải sẽ được công bố ở New York, Mỹ vào ngày 21 tháng 9 tới, bên cạnh các tác phẩm về tin tức và phim tài liệu của Mỹ. Phát biểu tại buổi họp báo cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ai Cập Tarek Amr cho biết khoản vay từ IMF sẽ giúp cân bằng được thị trường ngoại hối trong nước, qua đó thúc đẩy một tỷ giá linh hoạt hơn cho đồng bảng Ai Cập. Mặc dù vậy, thỏa thuận cũng yêu cầu Ai Cập phải đáp ứng một loạt các cải cách về kinh tế, bao gồm việc thực hiện cắt giảm trợ cấp một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, ban hành chính sách về tỷ giá hối đoái, thuế giá trị gia tăng. Trong năm qua, doanh thu từ du lịch và kiều hối giảm mạnh đã khiến nguồn dự trữ ngoại tệ của Ai Cập bị giảm xuống còn 15,5 tỷ đô la Mỹ. Ai Cập kỳ vọng khoản vay từ IMF như một giải pháp cấp thiết nhằm giúp nước này bù đắp phần thiếu hụt về tài chính và ngoại hối, qua đó vực dậy nền kinh tế bị trì trệ sau nhiều năm chính trị bất ổn. Đại sứ quán Mỹ tại Ai Cập hôm qua thông báo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tướng Michel Gareth vừa có chuyến thăm 2 ngày tới Ai Cập. Trong chuyến thăm, tướng Gareth đã có cuộc gặp gỡ và thảo luận với các quan chức quân sự cấp cao của Ai Cập về các nỗ lực chung trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như các lợi ích chung trong việc duy trì an ninh và sự ổn định tại khu vực. Chuyến thăm kết thúc bằng việc hai bên đạt được tầm nhìn thống nhất về việc tăng cường hợp tác quân sự và các khóa huấn luyện cho các đơn vị không quân của cả hai nước. Đây là chuyến thăm thứ hai liên tiếp của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tới Ai Cập trong năm 2016 này. Trước đó, hồi tháng 1 năm nay, tướng Gareth cũng đã có chuyến thăm Cairo, thảo luận với các quan chức quân sự cấp cao của Ai Cập về biện pháp thúc đẩy hợp tác quân sự hai nước, trong đó có cuộc chiến chống khủng bố và duy trì sự ổn định tại khu vực. Ngoài ra, tháng 7 năm nay, Tư lệnh Hải quân Mỹ cũng đã tới thăm Ai Cập và có các cuộc gặp gỡ với các quan chức quân sự cấp cao của quốc gia Bắc Phi. Vừa rồi là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.